Hello anh em nhá. Chào tất cả anh em quay trở lại với thập diện. Một số anh em hỏi là thập diện bây giờ tình hình như thế nào thì nói thật với anh em là bây giờ vẫn ngon. Tối chiến trường chính tối sau giờ chiến trường chính anh em đánh nhiều tài nguyên chiến vẫn rất mạnh mẽ và nhiệt tình. Đây rồi. Tôi lao vào sút đấy. Rồi, ôi ôi ôi. Một pha hay là anh em. Vừa có Bây một giờ pha kia đâu highlight vậy? ấy hả? À, đúng rồi. Kia. Đâu đây? Đủ ca, mẹ bỏ Để ca phê lắm. nghĩ anh em bên băng máu ra nhiệt tình không? Còn em này đéo đào được tí nào luôn nhỉ? Không đào được tí nào à? Ô, thì ca bây giờ sáng là đây. Bây giờ. Ca Sáng đây. Hình đang Lên lại không? đây. Anh em ra đi. Cho nó ra. Đường mông mặt xét này yếu à. Chỉ có tao thôi đánh yếu à. Ôi kìa. Lao vào sút. Sao? Nó đi đằng sau, nó đi đằng sau. Alo. Rồi. Hay. Phải đấy hay đấy. Hay like, có hay like. Mặc dù không live stream nhưng mà có quay clip nhá. Anh em đánh cẩn thận vào. Quay clip may để úp clip nhóm. Nhất là thằng nào muốn lên tivi nhiều là phải chịu khó chạy gần thằng cái hình vào. Không cần đâu, anh em thu âm hết cả nhóm mà. Ao tu hào hết rồi à. Đây rồi. Kìa. Đánh váp cái comeback ấy. Rồi comeback chết rồi. Ui đông vui thế. Mấy khi mai có cả quả clip hot cho anh em. Ở bia nè. Có ai on thư sinh không? Không ai on thư sinh đâu, vào đi. Ok, vào luôn, vào luôn. Ghê thấy mẹ mày. Idol like cái thì mẹ mày ghê ghê vào ngay. Đây. Ôi trời mẹ. Tự nhiên bị nhân bài luôn mọi cái đài mọi hôm không ạ, mọi hôm thủ nó đánh tài nguyên chiến mọi mồm chịu để mẹ qua năm thằng còn đánh 4 giờ sáng cơ mà. Nhưng mà hôm nay anh đánh với chú mẹ đến đến bảo trì luôn. hôm nay anh đang anh em ra làm phát nữa nhỉ cho nó đầy rồi. Đừng muốn chồng trên ai thôi nhá, không nói chăm tình nhá. Ok, ác này cũ đây ba nha. Đâu rồi. Được được sút ra thương, vậy mới sút ra thương cái cặp. À? Một mình tôi ra vậy. Trên cam kiếm ấy. Sút như băng hội tinh nhanh vậy. Sợ. Đây. Ô dính đoạn. Kêu. Trời chết đi. Rồi đây hoa mà trời chết đấy. Ôi giờ bia trâu ấy. Ôi cái bọn thi đánh khựng khó chịu thật. Ôi. Ok. Thôi, giờ bia ơi. Xem có đại bia nè, đại bia chết chết. Ôi sao lại nhốt nhau này, ôi tưởng thằng, ôi tưởng Yến hay chết rồi. Vai đài, sốt thêm. Giáo hiểu thằng Tùng nó đang chơi long lích, nó long lích ở ở bên Mỹ hay là ở bên Pháp mà đúng tâm tâm bấm đồng hồ là gần 1 tiếng rồi. Ông Yến. Đi ở bên Australia đấy ngay. Ôi xong rồi. Australia thì có. Nhưng thân, nhưng thân. Giáo hiểu. Xong chưa, anh em khởi động xong chưa? Mẹ à. Mấy ông tên để đi mấy cái thằng ngáo đá lồn thì mẹ mày. Nó đến hút mặt tôi đi. Quất. Cứ chạy đây gần nhà, đi nhà. Đi thì lúc kia, nó xuất lại. Chết chưa? Vô đối vì sao, vì đi rồi có bác chết rồi nha. Ngáo đá dữ kìa, ngáo đá bị nhốt rồi kìa. Ngáo đá à? Ngáo đá đó. Ngáo đá. Từ từ hết máu đã. Ngáo đá. Ngáo đá hết máu rồi, phát ra sút luôn. Không có vô cổ, chẳng không là có vô cổ. Tự nhiên anh em thập diện các bách lại đông vui thực sự. Ai chuẩn bị. Ở bên mình ít người quá. Ở bên mình hơi ít người, có khi một người lồng hai ác. Bốn ác ác cùng có. Bốn ác luôn đi, ông ra sau nha, luôn đi, ngủa đâu. Muốn chưa bỏ khi nào đi. Hả? Nào, ủa, đồng thế. Ủa. Nào có cái bằng quyền, nào vào đi. Ủa và xuất phát chạy nha. Từ từ chắc tôi phải like ở trên Facebook mất. Like nhóm để xem. Có nghe mình kiếm cầm tay hả mấy ông?
chuẩn bị xong chưa anh em? Đi. Búp bao tay tử quang rồi. Ôi mẹ búp xịt rồi. Kìa. đâu. Sao đây? Xuống cặp này, xuống cặp này. Đẩy ơi. Đẩy đội hình rồi kìa, đẩy lên. Ở đây không. Đẩy nhanh chứ nhở. Đã đây ơi. Hoàng với chúng tôi vậy. Con này. Con này sút ủ thấm thật. Ngoại công đam một cái chín á. Con này làm cho cái băng quyền chắc là con này làm cho cái băng quyền chắc cũng ok đấy. Đè vào tay trưởng ngoại vào sút cũng ok đấy. Hình thì tôi build cái nick sút được không? Bởi vì thật ra là cái đồ này nó đồ này là nó full công kích ấy. Full công kích cho nên là ồ, Phượng Mai chết rồi. Phượng Mai chết rồi. Ăn bắt Mai kìa. Xoái, anh chỉ xoái này kìa, dẹo rồi. Thôi tí nữa anh em đánh ra thì chạy vào thôi. Tôi lại ra đi cho nó vào. Thôi. Anh em về tất cả lấy xe lại anh đi. Anh em về lấy xe lại tất cả đi. Để cho tem bạn rồi chạy ra. Ra chưa, mấy xếp rồi. Cứu. Ra này. Một đá ngất. Quả e sút. Ủa đi con. Tí nữa có ngủ sao. Thằng lục mình giết đầu tiên thôi. Sút đây. Đá rồi, đúng rồi. Nó cứ bật cày vãi trưởng. Nó cứ bị đẩy lùi ấy. Đây rồi. Anh em ơi, sao địt mẹ ném đầu bùi ném vào giữa mặt tôi vậy? Kìa. Thằng đấm có mồm là bên mình hay là bên máu ấy? Bên nó đấy. Nó lại nó lôi vào đấy. Cái hack đấy ngày xưa của Thích Nam mà. Cái hack đấy giờ đấy người giết này, bạn kìa cứ đưa nhau. Đây! Dùng để kéo. Chưa? Xin lại đi, thế là xin lại các đấy đi. Có chừng biết đam á. Chết rồi, chết rồi. Mới đam kinh hết. Tôi không ăn thua. Cao kiếm xem cái nào. Ê dồi, nằm thua ra đâu, không phá cái lưới à. Ủa gì? Mách móc lưới. Chạy rồi anh em ạ. Thêm một cơ số. Ôi, xét thiên tri tướng quân của bố được môn. Trời, đủ. Ô kìa, về xin rồi. Rồi, không, ok. Không lấy được cần anh ấy. Đi chưa? Ông Hồng Minh Châu, ông ấy rồi. Ông cầm Hồng Minh Châu ấy, đi. Kìa. Xuất cặp. Con. Ôi. Là làm bác đấy. Ôi kìa kìa kìa. Ôi. Mùi nó khác cái mùi ca kia đấy nhỉ. Rồi. Nhìn này. Yên Thanh. Thập diện này. Có. Biệt thập diện nó nè. Kinh khủng. Sợ. Cho em xin một vé cả đấy đi. Cái chữ đó kìa. Ra này. Nhưng mà bất diệt đại ganh em ấy kiếm. 13 phút. Đi cưa mẹ. Ông thằng đấy nó lì anh ạ, địp nó rất là tiền đâu. Đâu rồi, anh em chạy áp đảo ra. Anh em về đi. Về thôi, ôi ôi, anh em đứng đông thế này thì đánh đấm gì. Về đi, nó x phát nữa là đi ấy. Không phải x mà đánh để dập lùi để cho tem ấy còn tem bạn còn chỉnh chạy sang được. Tôi đã mất đi máu của anh. Anh em cứ về lấy yêu cổ lấy xem đầy đủ rồi. Đi. Ồ, đâu biết. Đi điểm chúng tôi. Cả Nam mà đi chiến trường mà cứ một tem đi cùng nhau. Mày đánh được. Ấy. Tôi lỗi bố nó lại đây.
góc em mát thiên con thượng phượng hoàng này. Không tới chơi, tới chơi. Đào đèo hết. Nó tới. Ôn sao lồ chiếm trượng thì chạy vào phái nó auto ấy. Đấy, có chia làm đấy được. Nào các ông có thích vào không để tôi long cái ông quyền kéo. À luôn. Cái băng quyền, cái băng quyền. Đéo về quân yêu cổ vào sao? Nhưng mà chúng nó đông này đéo vào đâu. Vào mình thì đứng cơ. Linh bỏ ô này dạ đi bạn ơi. Chuẩn bị đi. Đi chợ, đi chợ. Đứng ngay nhà mà. Đi cùng nhau. Ra lại, ủa đông, 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 đông. Đông à. Đi đi, thiếu lúc quyền đi cùng nhau. Xuất chính giữa luôn. Đi cùng nhau. Kìa, xuất luôn. Tăng hai bình máu xuất luôn. Rồi. Ê quá. Đi gì có bánh. Đâu có xe đi kìa. Ui dồi. Yeah, đi 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 đi. Bắn luôn. Choáng rồi, choáng rồi, choáng rồi. Choáng hơi lâu ấy. Chúng này đâu luôn đi qua mấy. Chúng mấy thằng đấy mà đi mấy thằng. Hiệu quả từng giờ ấy. Hết mẹ yêu cố rồi. Thôi lại về anh ra cửa em gì. Ờ thôi thôi đi. Đánh về. Thôi để cho mẹ tập bạn về búp cái. Tôi lại về ta. Ra này, ra này. Đâu rồi, đâu rồi. Ui, sao lẻ tẻ thế, bên kia lẻ tẻ thế. Chết rồi, chết ngay bây giờ. Trời ơi, đừng có mẹ ăn hoa mặt trời chúng tôi. À, bật ấy, trời ơi. Còn một thí sinh đang đứng ở trên kia kìa, một thí sinh. Nghe nói hết rồi. Ờ, bia này. Cái bia cũng thiệt chứ. Nó đang, Nghèo đen. Là ăn chứ thuốc sống suốt đau ấy. Mà e thằng AD chứ không ấy. Kiếm trưởng vẫy cái tay à. Đồng ấy, bên này ít đam là ngon đấy. Đấy, ấy à, trông chưa đam. Ăn kìa. Kìa. Yêu cổ đi tôi về vào anh. Đừng im lâu ấy. Chuẩn bị về búp nè. Ôi đừng loạn 7 giây. Ôi ôi thôi. Ôi thì ông nào ông súp ghê vậy. Xinh được ai nữa. Con này bằng con bảo linh nhưng có cái gì đâu. Đến kỳ. Anh em lại chạy về. Về về. Ấu đầu. Đứng ngay ngoài kìa. Ô kìa. Ô kìa. Đúng rồi. Đâu, giết được chết. Ô. Sao chả thấy ai nữa. Con dưỡng ở đó. Chả có ai luôn này. Xem bãi bên này. Hay nè. Nội công 657, 667. Ôi giời, chết luôn đi, con đồng chết luôn đi. Không trời ra. Chung Nguyễn Nhi không ném được ấy à. Nó bắn tay kim chết này. Thiếu ông trượng là sao này. Sống làm sao được nữa. Lão Tết. Cái bản này thì cũng không con cốt là trâu rồi. Tết phát nữa ông. Tết. Pháp thì nó chỉ tăng được thêm tí trí xạo thôi. Để tôi bút đã nhá. Một combo để xem chết không nhá. Đỏ đủ chết. Chết. Đỏ, máu đỏ, máu đỏ. Không gì. Đang mặc đồ bút này. À đéo bảo, cái bút kia là mắc đam chưa? Nghe vẻ đại tu này không ổn. Đại tu không ổn đâu, có là chỉ combo thi thẳng là đại combo thôi chứ còn tu vác con này vác trả đứa đéo mà chịu được, thiếu quyền cái bản này trả thằng đéo mà chịu được.
Địt mẹ vẫn lồn thằng mẹ. Kiểu địt mẹ là chân phái vẫn lồn.